Hôm nay thì Chào buổi sáng bông lúa sẽ giới thiệu đến bà con một mô hình kinh tế tập thể trong phát triển bò sữa đang rất là thu hút bà con nông dân, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích cho bà con chăn nuôi bò sữa tại đây, tại tỉnh Bến Tre. Thành lập được hơn chục năm, mô hình kinh tế tập thể này đã trở thành bệ đỡ giúp cho nhiều bà con tại Sóc Trăng thoát nghèo bền vững. Câu chuyện làm giàu nhờ hợp tác xã của anh Huỳnh Hữu Dìn sau đây là một ví dụ. Trước năm 2014, chuồng bò của anh Huỳnh Hữu Dình chỉ có bò thịt. Do tự nuôi tự bán nên anh gặp rất nhiều khó khăn khi giá cả và đầu ra bấp bênh. Kể từ ngày tham gia vào hợp tác xã này, chuyển sang nuôi bò sữa, mọi thứ trở nên tốt hơn. Khi mà tham gia hợp tác xã thì cái việc đầu ra thì không cần phải lo. Tại vì có trên hợp tác xã đã bảo lãnh cho nông dân hết trơn rồi. Ngoài ra, anh Dình còn được hợp tác xã trực tiếp hỗ trợ từ kỹ thuật chăm sóc bò cho đến quy trình lấy sữa. Thì những cái chụp vắt này thì chúng ta sẽ dùng cái cây chuyên dụng này, chúng ta sẽ đưa vào đây, chúng ta vệ sinh lần lượt, chúng ta sẽ đưa về sử dụng để cho nó đánh cái lượng bơ bám ở trong thành chụp vắt. Nhờ được hỗ trợ các khâu mà đàn bò hơn chục con của anh Dình phát triển rất tốt, mỗi ngày cho hơn 80 lít sữa với thu nhập gần 900.000 đồng. Từ nguồn thu ổn định này đã giúp anh vươn lên làm giàu. Cũng từ đây anh trở nên gắn bó hơn với mô hình kinh tế tập thể này. Nó sẽ làm cái bệ đỡ cho người nông dân chăn nuôi bò sữa phát triển hơn. Nếu như năm 2004 thì hợp tác xã Evergrow chỉ có là 171 thành viên, thì đến nay con số này đã tăng lên hàng chục lần, lên là 2.300 thành viên với hơn 6.000 con bò sữa, tức là tăng đến 5.500 con so với thời điểm mới thành lập. Trung bình thì mỗi ngày hợp tác xã này tiêu thụ cho các xã viên khoảng 26.000 lít sữa bò, và không chỉ bao tiêu mà giá sữa luôn được hợp tác xã giữ ổn định bằng hoặc là cao hơn giá thị trường từ 500 đến 1.000 đồng một lít. Nhờ vậy mà mô hình kinh tế tập thể này ngày càng thu hút được bà con nuôi bò sữa ở địa phương tham gia và đang có quy mô lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng. Mới đây thì trong chuyến khảo sát hợp tác xã tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng đã đánh giá rất cao về mô hình kinh tế tập thể này. Chúng ta đang khuyến khích các dạng tổ chức sản xuất đi theo cái hướng này. Thế thì chúng tôi từ kết quả này chúng tôi sẽ triển khai rộng hơn cùng với các chính quyền địa phương của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sẽ triển khai nhiều hơn các hợp tác xã trên các cái ngành hàng, không chỉ là bò sữa mà các cái ngành hàng khác phù hợp với những lợi thế về nông sản của cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Rõ ràng đây chính là giải pháp cho tình trạng phải giải cứu đối với nhiều loại nông sản diễn ra từ đầu năm đến nay. Nếu như mỗi ngành hàng bà con mình sản xuất theo nhóm, theo chuỗi thì rủi ro sẽ được san sẻ và giải quyết trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên. Tôi được biết là mô hình hợp tác xã Evergrow đã được Canada, đất nước phát triển mạnh nhất về mô hình hợp tác xã, hỗ trợ gây dựng trong những năm qua, và hy vọng là bà con mình sẽ học hỏi thêm được từ mô hình này, từ đó có hướng đi đúng cho mình cũng như là cho cộng đồng.